Dung xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là cuối tuần và cũng sắp tới lễ Phục Sinh ở Pháp. Thì hôm nay Dung vào bếp, Dung làm món ăn trưa cho gia đình Dung. Thì nhà mình thì cái tiêu chuẩn là ăn siêu tiết kiệm mà cô chú anh chị, cho nên cái bữa ăn hôm nay nó rất là rẻ luôn, nó khoảng không tới 2 euro nữa cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ Dung đang chuẩn bị cái món cánh gà lăn bột chiên. À, đây cái cánh gà này là Dung mua ở chợ Tàu đó cô chú anh chị. Thì nó có khoảng 1 đồng 30 euro cho một hộp như vậy thôi, là 12 cái ở trong. Dung xài cái bột chiên giòn của Nhật đó cô chú anh chị. Xong rồi Dung cho tí muối, tí tỏi xay, rồi miếng nước mắm vào thôi. Cái trứng à, vậy là Dung chiên rồi là nó giòn luôn á cô chú anh chị, mình không có pha gì nữa hết. Thì mình thích đập trứng vô luôn chứ phải nhúng trứng ra, mất công dơ chén dơ tổ nữa, cho nên Dung cho chung vào luôn. Thì ở Pháp hiện giờ cô chú anh chị là đang vẫn tiếp tục cách giãn cách xã hội cho đến cuối tháng này luôn. Thì theo tin tức đưa là dự kiến là ngày 17 tây tháng 5 này thì nhà hàng sẽ được mở cửa, nhưng mà chỉ có mở cửa cái phần terrace thôi, tức là cái phần ăn ở ngoài trời đó cô chú anh chị, chứ không có được bán ở phía bên trong. Phong tỏa thì mình cũng không có đi đâu được á, không biết đâu xa hơn 10 cây số hết á, mà cái chỗ của Dung ở nó không có chỗ để đi chơi cô chú anh chị ơi. Không có bông hoa, rừng hoa đào, hoa gì hết để quay á cô chú anh chị ơi. Cho nên là mình chỉ lùi thui ở nhà thôi à, chơi với mấy đứa nhỏ. Con chặn mặt cô chú đi rồi con coi tivi. Con không chú đi. Chú. Sí. Rồi. Làm ơn. Ừ. S'il te plaît là làm ơn. Bonjour à tous et bon week-end et joyeuse Pâques. Tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị góp ý với Dung á, là ông xã Dung không có chào ở trong video á. Khi mà quay video hai vợ chồng ăn cơm thì rất là buồn, tại vì không có nói chuyện rôm rã với nhau đó cô chú anh chị. Thực ra á, là lúc khi mà ăn á, là ông xã Dung vừa ăn và vừa coi thật sự buổi trưa, với lại ông xã Dung ăn cơm rất là nhanh luôn, cho nên thường thường nhà mình á ăn cơm thì cũng rất ít trò chuyện. Muốn trò chuyện thì thường sau bữa ăn, khi mà mình ăn xong rồi á, chứ lại ông xã Dung không có thích nói chuyện trong lúc ăn á cô chú anh chị. Còn Dung nó đang bị dây, nó bị dị ứng á cô chú anh chị, nó dị ứng mù hoa đó, là nó cứ nhảy mũi riết à. Thì Dung đi bác sĩ thì bác sĩ cho cái này để trị nè cô chú anh chị, trị sổ mũi. Đó thì bữa trưa đơn giản của gia đình Dung vậy đó cô chú anh chị. Thì Dung mời cô chú anh chị ăn trưa với gia đình Dung nha. Tu finis manger d'abord. Ăn cơm xong đi rồi con phim. Hôm nay nhà Dung sẽ ăn cánh gà lăn bột chiên với lại rau xào. Cô chú anh chị mình không ăn cơm, tại vì cơm thì ngày nào cũng ăn, với lại mì thì ngày nào cũng ăn hết. Mình thì ăn nhẹ nhàng như vậy thôi. Ông xã Dung đang pha thuốc cho anh lớn đó, cô chú anh chị. Thì cái ống thì mình chỉ có bẻ ra rồi mình pha tí nước vô mình cho nó uống thôi. Còn cái hộp hồng hồng đó là thuốc viên mà Dung phải ngâm để cho nó uống được. Thì mà hai anh này thì uống thuốc từ nhỏ rất là quen rồi, cho nên là không có sợ thuốc cô chú anh chị. Thì thuốc cỡ nào cũng uống được hết á. Nó giòn ghê luôn á cô chú anh chị, giòn mà xốp chứ lắm cái cánh gà này nè. Xong rồi. Dung không có thích luộc trước cô chú anh chị, mà Dung thích để tự nhiên như vậy, Dung chiên luôn à. Đó, mình ăn đơn giản như vậy thôi, không có cơm cô chú anh chị ơi, tại vì ngày nào cũng cơm không à, ngán quá à. Rồi mình ăn rau xào như vậy đơn giản, với lại cánh gà thôi. Thì Dung có đăng một cái hình post ở trên YouTube á cô chú anh chị, là Dung đang uống thuốc stress với lại thuốc mất ngủ á.
Thì hồi lúc trước là Dung có điều trị trầm cảm rồi, xong rồi Dung hết rồi. Thì bây giờ kiểu như mình ở nhà, mình không đi làm, với lại nó stress trong người của chú anh chị, với lại Dung mất ngủ thường xuyên á, là tác hại của việc đi làm nhà hàng đó. Thì hồi lúc trước đi làm nhà hàng thì mình về trễ rồi ngủ trễ đó cô chú anh chị, rất là quen cái giấc rồi. Bây giờ đi vô lên giường ngủ thì Dung cũng không ngủ được nữa, nó cứ trằn trọc riết kia mà mất ngủ kéo dài cô chú anh chị, nó dẫn đến là người mình nó rất là mệt mỏi. Cho nên là Dung phải đi gặp bác sĩ để mà lấy thuốc, rồi bác sĩ tư vấn cho mình là cái kiểu như dạng mình cũng có dấu hiệu là trầm cảm nhẹ trở lại đó cô chú anh chị. Lên cân rồi việc làm thì nó bấp bênh, thứ nó làm cho mình mệt mỏi và căng thẳng đầu óc của cô chú anh chị. Cái này là siro violet nè cô chú anh chị, của hoa violet á, rất là thơm luôn mà nó ngọt vừa phải thôi, chứ nó không phải là ngọt giống như siro dâu hoặc là siro đào mình mua ở tiệm. Cái này cho vô nước lạnh á, nước đá lạnh á cô chú anh chị, xong rồi đổ cái này vô uống cực kỳ ngon luôn á, thơm lắm luôn, rất là thơm. Thì thời tiết ở miền Nam nước Pháp rất là đẹp luôn cô chú anh chị, dạo này là nắng lắm luôn, là 24-25 độ, không một ngày nào cũng nắng đẹp hết, mà tiết bây giờ là phong tỏa là mình không có được đi đâu chơi hết trơn á. Thường thường là nhà Dung là mùa này sẽ về Tây Ban Nha, thành phố Rosas ở Tây Ban Nha đó cô chú anh chị, nhưng mà đi từ nhà mình qua Tây Ban Nha chỉ có 3 tiếng đồng hồ lái xe thôi, nhưng mà bây giờ thì cũng không về được. Bọn trẻ thì trường học đóng cửa ở nhà với tụi nó, phải chia ra giữ cô chú anh chị ơi. Bây giờ chị Dung sẽ giữ phụ, rồi nếu mà mình đi làm thì bọn trẻ sẽ về nhà chị, hoặc là các hoặc là anh của tụi nó sẽ rước về nhà. Cho nên là người phụ một miếng, chứ một tháng trời mà với tụi nó không là chắc điên luôn á. Thì khi ăn xong này thì tụi nó sẽ ăn tráng miệng với là dâu tây cô chú anh chị. Thì dâu tây tại vì đầu mùa á, Dung thấy nó cũng không có mắc lắm, mà dâu tây Tây Ban Nha thì ăn nó không có ngon. Nhưng mà tại vì tụi nhỏ nó thích ăn đó cô chú anh chị, thì Dung cũng mua một ít dâu đầu mùa thôi. Và khi mà ở nhà Dung có trồng nhiều lắm cô chú anh chị, năm nay Dung trồng nhiều dữ lắm luôn. Thì tụi nó rất là thích ăn dâu tây trộn với đường vậy thôi, chứ không có thích xay dâu tây uống hay là trộn ăn tươi. Tụi nó thích cắt lát như vậy đó, rồi trộn với đường như vậy cô chú anh chị. Thì Dung cũng xin dừng cái video tại đây, và chúc cho cô chú anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần và một kỳ nghỉ lễ phục sinh thật là an bề lành, hạnh phúc bên gia đình nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và nếu mà thích gia đình Dung thì cô chú ủng hộ gia đình của Dung nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Dạ bà phát mạng xin Je vais manger celui-là. Fini la normale. Ah, j'ai fini le verre d'abord. C'est pas un verre, le verre c'est pour boire. Ah, c'est une tasse. T'as ça là. Papa, papa, c'est pas des tasses. Les tasses c'est pour boire du café.